Xin kính chào quý vị và bà con đến với bản tin thời tiết nông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết tại Thái Bình hôm nay có mưa rải rác và khả năng vẫn có nắng xuất hiện, còn nhiệt độ tăng lên so với hôm qua trong khoảng từ 22 cho đến 29 độ. Thưa quý vị và bà con, hiện nay lúa xuân trong tỉnh đa phần đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Thời kỳ đẻ nhánh, cây lúa phát triển nhanh và mạnh về số rảnh, số lá và bộ rễ. Do vậy đây là thời kỳ quyết định đến số lá và số bông trên khóm tất cả các trà lúa đều phải bón thúc sớm, tập trung, không bón phân nhiều lần, đặc biệt là bón đạm muộn làm cho lúa đẻ nhánh lai dai, sinh ra nhiều nhánh vô hiệu. Nên bón phân chuyên dùng cho cây lúa để bổ sung các chất dinh dưỡng cân đối, cần thiết phù hợp với giai đoạn này của cây lúa, giúp lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung và hạn chế sâu bệnh hại. Từ sau khi cấy đến lúa đẻ nhánh rộ, luôn duy trì mực nước trong ruộng từ 2 cho đến 3 cm, giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh và tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh đồng thời cũng chống rét cho lúa. Khi lúa đạt số nhánh tối đa thì rút cạn nước phơi khô mặt ruộng từ 5 đến 7 ngày, sau đó đưa nước vào nhằm hạn chế quá trình đẻ nhánh của cây lúa. Kiểm tra tình hình sâu bệnh hại, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh ảnh hưởng đến năng suất lúa. Lúa vụ xuân đầu vụ thường có một số sâu bệnh hại như bọ trĩ, sâu cua lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh dày nâu. Quay trở lại thời tiết cụ thể ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, trời nhiều mây có mưa rải rác vào buổi sáng sau hửng nắng với mức nhiệt từ 22 cho đến 29 độ. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác sau trời hửng nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 22 cho đến 28 độ. Về thời tiết biển, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam cấp 4, cấp 5 có lúc cấp 6. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.